Đấy. Trò chơi này, trò chơi là game show bắt chuột nha, tất cả chỉ được phép level 1 thôi. Được phép đánh nhau để bảo vệ chuột và giết chuột của địch nha. Bên giết được chuột của địch là win. Có 3 hiệp chơi. Anh em đừng ra hít kinh nghiệm ở Hà Lan nha. Đừng hít lên level 2 này rồi. Được phép mua giày và máu. Hiệp đầu tiên được phép mua giày và máu. Giày thường á hoặc là máu, cả hai loại đấy thích mua. Có 500 vàng chắc là mua được một cái giày đi cả cái bình ấy đúng không? Ok, rất đơn giản, trò chơi này quá đơn giản, chỉ được chơi trong khu vực này thôi nha, được chưa? Bảo vệ chuột và không biết ai ai pick được chuột thì pick, ta pick người bảo vệ. Nhanh quá trời. What the fuck? Mày bảo vệ đi. Level 1 để con gì bảo vệ? Ok. Mấy con CC ạ, mấy con CC bảo vệ. Kiểu như Braum là con nội tại này. Taric đúng rồi, mấy con có CC đúng rồi. Bút chạy nhanh. Soka bu còn đánh nhau ấy, cũng đánh nhau nữa đấy, nhau ấy. What the fuck xin đẹp. Xin việc đánh nào được. Con Gagat được, con Gagat đánh theo phần trăm máu đấy, tự phim kết mà. Đừng, mày chơi thread này phải đánh nhau, phải giết bọn nó nữa. Chứ giờ em chơi vậy chơi không đam nha. Ừ. Con gì khỏe khỏe vào, leo một khỏe à. Con gì đấy? Cái này à? Đây con. Ta là Cái yếu. gì nè? Mấy con có CC à. Vậy mà rom cũng được, kệ đi. Bà đâu mấy bà đâu không được. Tôi chơi Kama đi Khương. Kama thì có 2 triệu ngay lúc đầu đó, đúng không? Ổn không? Kéo nói em nói em chơi Được đẹp. nạ, được, được chưa? Qua đây dịch chuyển làm gì? Bỏ vào phép kìa. Phúc phúc phúc. Phép kìa, phép bổ trợ. Rồi máu thiêu đốt đi, thiêu đốt đi Phúc ơi. Ok. Ôi gì ấy, gì rồi rồi rồi. Mọi người like xe đi vào ủng hộ mình cái nhá. Giúp like cho nó luôn. Sẽ xem loạt ở đây, loạt đây. Giọng anh nhỏ quá, vãi, nhỏ quá. Ổn mà, to rồi. Chỉnh mắc to lên. Chỉnh mắc phone mắc to lên. Đó, loạt chỉ là giết chuột của hai bên thôi. Bảo vệ và giết chuột thôi. Đánh trong khu vực kia đó. Không được mua đồ gì hết ngoài giày với cả máu. Có thêm mấy cây mắt mà dày máu không được mua mắt tím nha, chỉ được mua vật vật tổ ấy đó. Mắt vật tổ dày và máu có thế rồi, level 1 đánh khu vực đường top, không được chạy ra ngoài khu vực đó, khu vực đã được khoanh tròn. Bên nào giết được Ủa chuột thì mà cái win. con chuột nó được bắn không? Con chuột được đánh không? Thích đánh lại thì đánh, thích chạy thì chạy, có gì đâu. Ok. Nên làm đi nha. Ý không là chơi Cảm ơn anh ạ. Ok, nhân không sao, không có gì. Ok, hãy ấn like của anh ấy đi. Ấn like và subscribe cho anh.
Game sau sẽ là đào tẩu nhé. Game cuối là cảnh sát bắt trộm, game khó hơn thì để quấy chơi, quấy để lại những người biết chơi chơi, game dễ thì chơi trước. Con này là chơi công không, chả có gì được bảo vệ. Chơi cảnh sát bắt trộm vực đỏ à, mới là khó nhất. Cái game này có vẻ hay nhất. Ôi. Đây hôm nay có game đào tẩu với game cảnh sát bắt trộm là hay nhất này. Chiến thuật. Like và sub vậy, ok cảm ơn em. Được lên đầu không? Hay là ở Dày 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 và máu và phòng? mắt vật tổ Được biến về không? không đánh Không đến thì chết. không máu kiều. Cái kia ra dần đi, cái này ra đây, em mình đi theo. Chúng mày phải đi trước đi hiểu không? Đi trước để lấy tầm nhìn cả. Cấp 1 ra đánh nhau luôn này. Cái cộng R Bây cấp giờ một gì đó, cái gì cho nó không nhất bây sao? giờ là thế này, bây giờ là thế này hiểu không? Chúng mày đi cùng nhau thằng Talik, không đừng đi cùng anh, đi quay lại nhanh. Cho anh mạnh Chúng mày là chúng số, mày đi im cho mồm anh mạnh hết số. rồi sang sang đi đi đánh luôn đi, đi cùng nhau 4 người nhá, đi tìm chuột đi. Đi cùng tôi, đi cùng Đi đường khác, đánh chết luôn luôn. Ô đậu mà. Ta đích đâu, ta đích. Ta đích làm gì đấy? Ta đích AFK là sao? Nó bảo vệ anh hay sao á? Sao nó không làm gì cả? Làm trò gì á? Chán quá liền. Bết ta đích. Rồi chết chết không đi đi dây đi ra đánh bao giờ tìm được chuẩn thôi. Ta đi cứ đứng đấy nhở, ta đi có chơi không ấy, ấy slot đang không chơi là sao? Đi tìm chuột, bọn mày đi tìm chuột đi. Ba này nhỉ, mất slot của người khác. Đó đó, chuột kia, chuột kia, chuột kia. Đi tìm đi. Cái này level 1 thì khó quá. Đi giết đi, nó đâu đâu phía này này. Có cái gì? Vãi cái đất mày. Ôi sao anh tìm ra? À đây chuột, đây chuột, đây chuột kìa. Giết 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 giết. Ủa rồi, nó đâu rồi? Đây chuột này, giờ này ra giết này, hy sinh tính mạng giết nó cũng được. Cố gắng lên em ơi, cố gắng lên. Đấy, nhanh on lên, nhanh shot, lên. cố lên. Giết, chỗ nào đâu.
chứ không bảo kê bọn kia ham đánh nhau quá. Ok, Ok, đi về đi về. Đi về hết, đi về hết. Đó, về hồi máu hết, không hít kinh nghiệm nha. Đi về đây, không không đánh nhau nữa, đi về rồi, hết hiệp 1 rồi, sang hiệp 2 nè. Sona làm à, ấy làm gì ấy? Lúc có nghe thấy không ấy? Rồi cho ra nó đấy, chuột nó xong nữa, không được mua gì hết, mua mấy máu mới ấy mới dày thôi. Lúc mua gì cả, không mua tiên là nào, sư nạn thế, phải đi lời. Không được mua gì hết, vẫn như vậy thôi. Hiệp 3 mà có tiền, 3 sẽ tính mua dày, hiệp 2 vẫn thế. Đi ra đấy, ra ra đấy, quân mình ở nhà làm gì ấy, có được mua gì đâu. Bên kia đi ra đấy, phải đi tìm chuột đấy. Đánh ra, đánh ra. Cho cái lại thấy cho đó. Chết thì chết luôn đi để về để tuần ra bảo vệ. Rồi chưa chết thì cứ câu thở cho bọn quân mình ra. Chú đi theo bài đàn rồi. Ủa cho lớp cấp 2 kia giết chuột đi nha. Tìm chuột đi đi. Không sao cả. Không sao cả. I'm fine. I'm fine, let's go fine. Này chết luôn đi, còn về sớm. Này chết luôn đi, về sớm. Chốt. Chốt. Chết chốt. Chết chốt. Thắng, 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 thắng. What the fuck? Thắng rồi, về về đi. Đây là mua giày này. Được phép mua giày. Hiệp 3. Bên kia thích hiệp cho không? Cho 5 hiệp luôn. Bên kia thích nào? 5 hiệp ok. Không vấn đề gì à? Hiệp 3 thắng là hết 5 hiệp nha, là không 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 được chơi hiệp 4 đó. Ok đi về hết nào, về nào đấy. Về Tarik. Em có nghe thấy không ấy? Nói tiếp, nói tiếp. Văn độ nè. Bây giờ muốn nhanh ý nhỉ? Cắm giúp anh cái mắt ở đây. Giúp anh cái mắt đây nhá. Một mắt đây, một mắt đây. Bên kia chưa đi tìm vội nhá, chưa ra. Bây giờ vẫn ở nhà. Cả một mắt ở đây, một mắt ở đây của anh. Mắt anh à, mắt vào tổ à. Lại cắm trong hai cái. Đi cùng nhau đi ở đây. Ở đi đi đi. What the fuck? Sao lại ăn hạt thông? Hạt thông là cứu mạng anh ấy. Giết luôn, giết luôn. Giết luôn đi lạc kìa. Giết, 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 giết hết. Biết hết, đéo cần là... Đã biết. Biết. Biết.
Ôi chết rồi em ạ. À. Anh không nhìn, anh không nhìn, anh không nhìn. Bảo kê anh, bảo kê anh. Ok bảo kê. Ok bảo kê, bảo vệ giết nó luôn. Giết nó. Đúng rồi. Trời, chết cho con. Chết nào. Hộ cái, hộ cái. Đi tấn công luôn. Công công. Ai lắc kìa. Ôi chết rồi. Anh bị bắt rồi, anh bị lừa rồi. Cứu anh. Cứu. Cứu. Cứu lên. Cứu thế nào đấy? Mình có được rồi. Oh my god. Ôi sao bọn này lại núp ở đấy nhỉ? Hai tự nhiên núp ở đấy. Bọn chơi bẩn đấy nhỉ. Tự nhiên núp rồi. Rồi về hết mua đồ. Không tin nổi. Không tin được. Who's following me? Austin Jim à? Rồi. Jim mình từ chậm 5 giây đúng không? Không phải sao nó đứng sẵn ở đấy, nó chờ anh. Không hiểu sao chờ anh ở đấy, ba thằng chờ anh ở đấy là thế đéo nào nhỉ? Anh đéo hiểu luôn. Rồi đi. Bao nhiêu dạy được, thích mua bao nhiêu, thích mua đồ đi đó. Ra đánh luôn này, ra luôn, tất cả ra luôn. Cảm ơn ra luôn nha. Đi ra luôn này. Thì đi dần đi, bên mình cứ đi sớm ấy. Đi đến sớm ấy, ra sớm tới sông ấy, đánh dần nó đi. Giết luôn. Yeah, giết nó. Em nào đi nhỏ lẻ. Đấy, cho em ăn đi, thôi em đi, ăn đi, thôi em đi. Bọn này bảo không hít kinh nghiệm mà nó... Nó đây à, thì nó lần được. Để mà, không hít kinh nghiệm. Đéo này, bọn này anh đéo để ý này. Gì nữa? Giết nó. Có gì đâu. Em mình đâu à? Mình chạy vòng gió nữa. Lẹ qua đây, qua đây. Tới. Đánh luôn, tấn công lên, thừa thắng xông lên đi. Giết hết. Rồi, sang đi tấn công luôn. Đi kiếm chuột luôn. Đây đây, anh chủ kia này đây. Đâu, chuột đâu? Thấy mẹ mẹ nó đi đầu. Chuột đâu? Chuột đâu? Đây rồi. Không. Bên đây. Chưa thấy đâu cả. Chưa thấy nó đâu cả. Chuột đâu rồi? Ủa con chuột đâu? Sao thấy đùa đấy? À, cái thằng hình rồi. Đánh. Không phải sợ đấy mà. Chuột đâu? Áo đồ mặt trời. Bảo rồi. Gì vậy? Tấn công. Đây. Mày lên một thằng lên đi, mày lên đi. Đấy. Đấy chị, trời gì á? Chết nó. Rồi, chết rồi. Rồi, nó thua rồi. À, giết tốt thằng này luôn. Chúng mày vào tanh đi. Rồi, được, về. 3-1 Đã một thắng mẹ rồi. Thôi, chuyển cho khác ấy. À, mẹ là bắn chết hết rồi. Đây, oát. Gờ đi. Game show gì vậy? Đây là game show... game show... bắt chuột. Ok, hello. Hello bạn, tên đẹp quá. Hello anh em nhá. Anh em hấp thằng live bot đi à.